đó. Daddy của nó đi đi ra ngoài mà không cho nó đi theo á, mà nó ngồi nó đợi á, ngồi nó đợi suốt mấy giờ, đợi cho đến khi nào mà Daddy mới về thôi đó. Con chó nó thương không, ngồi nó lo lắng nó chờ đợi không. Kêu nó vô nhà nó nhất định không vô nhà. Ui lạnh quá, cái gì vậy? Ra ngoài này chơi mà lạnh quá, mới gọi đâu xong.